Hello các bạn, mình là Chen và chào mừng các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn sử dụng DJI SP3. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những tính năng trên thiết bị DJI SP3 như là HQ. Và bây giờ thì chúng ta cùng đi vô tìm hiểu cái thiết bị này nha. Let's go. Ở trên thiết bị DJI SP3 thì chúng ta sẽ có 8 bus performance ở mỗi bên và sẽ set cài đặt được 4 HQ ở trên phần mềm Serato DJI Lite và 8 HQ ở trên phần mềm Serato DJI Pro. Để cài đặt HQ thì chúng ta sẽ có hai cách. Một là chúng ta có thể tua bài nhạc của mình đến với vị trí mà mình muốn đặt HQ. Sau đó ấn vào nút HQ ở trên Bass Perform trên thiết bị DJI SP3 như thế này. Cái thứ hai là chúng ta có thể tua đàn nhạc của mình ở trên phần mềm Serato DJI Lite đến đàn nhạc mà chúng ta muốn đặt HQ, sau đó ấn vào ô HQ ở trên phần mềm Serato DJI Lite. Vậy là chúng ta có thể đặt được HQ. Và để xóa HQ thì chúng ta chỉ cần ấn giữ nút Shift, sau đó ấn vào các ô HQ mà mình muốn xóa. Ở đây muốn xóa HQ 2 và HQ 4. Như vậy thì chúng ta có thể xóa được cái HQ và đặt lại HQ mới ở vị trí mà mình mong muốn. Và vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu qua những tính năng như là Hot Kill DJI SP3 hiện tại được phân phối tại G-Music 669 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3. Thì nếu bạn có muốn trải nghiệm qua sản phẩm này hoặc là muốn tìm hiểu một thiết bị DJI controller phù hợp để mình bắt đầu ở Home Studio thì chúng ta có thể đến G-Music để trải nghiệm và mang cái thiết bị DJI SP3 này về nhà nha. Một lần nữa mình là Chen và hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo. Xin chào.